Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi Regina cùng khẩu AK-47 Bon Bis. Và mình sẽ chọn map trạm bắt sóng đi. Mình rất thích map này. Úi dồi ôi, cái định mệnh vào đúng cái thằng chọn random. Khốn nạn thế. Rồi nó ra map bão sa mạc. Ok. Cái khẩu súng này thì không phải là AK-47 Bon Bis bình thường, mà chúng ta đã được nâng lên level 2. Cách để các bạn nâng lên level 2 thì các bạn cần có cái khẩu AK-47 Bon Bis. Và điều thứ hai, tất nhiên đó phải vĩnh viễn cơ. Và điều thứ ba thì các bạn cần phải kill được 10.000 người. Đấy thì cái mức rất là khó khăn để anh em làm được. Tuy nhiên chủ hàng đã phải cày rất là lâu để nâng lên được cái bộ này hết level 2. Ok, các bạn cùng xem cái khẩu này lên level 2 thì nó sẽ mạnh hơn level 1 như thế nào nhá. Còn mình cảm thấy thì bắn nó cũng bình thường. À, này thì tương bom với chúng tôi này. Kill map có vẻ là đẹp hơn, nó sáng hơn là level 1. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt cái thằng này đi. Được rồi, á đủ. Đứng đây làm gì đây? Úi dồi ôi, thanh niên đổi súng cơ. Vâng, đứng chỗ nhà mình đổi súng nhưng vẫn chết. Nhà mình, chết tại nhà. Thật là khổ. Ây à, thiệt là khổ đấy mà. Rồi, nãy như thấy thằng nào chết bên rào. Ôi, hình như nó đẩy lên nhà mà bị giết rồi. Thế nhìn ghê thế. Đẩy gì mà đẩy kinh thế. Vẫn chưa có cơ hội tết được nhiều hơn. Để mình sẽ... Úi dồi ôi, cái này có cả búa ấy. Ok. Rồi, chỉ có búa là mới thôi. Còn mấy con khác thì nó cũng như cũ, không khác gì. Ở hiện tại thì bên CFL của mình đã có xẻng nhưng... lấy rất là khó, các bạn cần phải quay rất nhiều cái vòng quay mới kìa, các bạn mới có được. Còn đây là khẩu RSH gì gì đấy, quên bà nó cái tên rồi. Có cái kỹ năng đặc biệt cũng khá là hay, phụt liên thanh. Á đủ. Này thì đi vào như trốn không người này, úi dồi mệnh thế. Mệnh thế. Ơ khẩu này bắn ghê nhở. Ơ cảm giác khẩu này như súng bắn bò ấy. Bên kia còn đúng một người. Hiện tại thì mình ít chơi cái CM nên cái những cái nút này nó thay đổi rất là nhiều, mình bắn không quen. Sniper à? Chắc là mình sẽ cài lại cái nút này. Còn cái nút chuyển qua cận chiến đâu nhỉ? Cận chiến đặc biệt ấy, mình không biết là chỉnh chỗ nào luôn, nó thay đổi rất là nhiều. Hãy thì nó giết, à đây rồi. À, này thì đổi súng to này. Cầm thì cầm bà nó sniper đi. Đổi súng cũng chết hả? Nó khá là đơn giản. Range CFM China nó khá là đơn giản anh em ạ. Chắc là mình đang ở mức range thấp nên nó thế. Và mình sẽ cố cài lên mức range cao hơn để bắn với những thanh niên bắn hay. Thanh niên xài hạc này nó lười cài range lắm. Mình nó toàn chơi gì không à. CFM thì khá là đầu tư rõ luôn ấy. Kìa nó vào. Úi dồi ôi. Rồi gãy. Thanh niên cầm khẩu lục vào. Hình như là đang cầm AWM Inferno Dragon. Còn cover là khẩu DE Bon Bis. Khá là ghê. Bom rơi ở đây. Tụi mày ở đâu? Đấy, cứ đứng cái kênh thôi. Vâng, skin bên ngoài thì đẹp hơn không nhở? Mình thấy nó cũng khá là mướt mướt hơn đấy. Cảm giác là khá là mướt. Các thằng kia ăn hết đấy nhở. Cái đậu xanh đâu rồi? Vào nhặt bom đi bạn ơi. Bắn cái gì ấy? Không biết nó bắn cái gì. Bắn gì mình cũng bắn theo. Chơi gì mình cũng chơi theo. À, cái con lợn này. Rồi, cứ tưởng là đi ở đâu cơ, hóa ra là đi vào từ khu vực hầm B. Gãy ngay một đốt nhà. 7 kill rồi, quá là nhiều luôn. Cút ra. Cút ra, bố mày thể hiện xem nào. Tất cả cút hút. Cút cút hết ra, xế ra. Vâng, để AK-47 vào sấy nào. Vâng, sấy rất là êm nhá. Úi dồi ôi, con này nó mệnh ghê. Cảm giác sấy rất là dễ ghim tâm.
Sấy cực kỳ êm luôn. Đây rồi. Đây rồi. Úi dồi ôi, ảo lòi. Kìa thằng sniper kìa. Bắt nó. Bắt nó. Bắt nó. Úi dồi ôi, cái đậu xanh nó nữa. Nó cầm mấy lưu em Inferno à? Vâng, em lưu VIP mà. Úi dồi ôi, thằng này nó ăn tận 3 mạng đậu xanh. Vì bắn yếu nó chỉ việc ăn thôi. Công việc rất là nhàn nhã. Đơn giản một nốt nhạc. Ăn tận 3 kill một lúc. Mệnh ghê vậy. Kill die hiện tại là 4.0. Cát. Đâu rồi? Mấy thằng kia đi nhặt bom đi. Bố mày đợi ơi lâu ấy. Không mong trận này nó thua đi. Để chúng ta có thể bắn được lâu hơn với chế độ range này. Mình sẽ được chuyển sang làm blacklist để đi công. Chế tác M200, ok. Ơ bọn nó không nhặt bom à? What the fuck? Bắn kiểu gì vậy? Úi dồi, nó ao luôn. Vãi xoài. Thịt mệnh. Bắn thua ao. Cạn lời, hình như là nó AFK bên nhà. Tiếc quá. Quả đấy mình giết được thằng kia là mình đẩy sang nhà nó, mình ăn luôn. Ok, không sao. Chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối nào. 4-1, à 4-0 rồi. Tự dưng chết một mạng xàm quá. Đấy nhé, 8 chết 0 là đẹp. Rồi, một quả bom được tương vào khu vực cửa mic. Vâng, để xem đồng đội đi đâu. Mình sẽ đi theo đó. Nhìn cũng khá là đẹp, nó đẹp hơn khẩu level 1. Hay là mình bắn bên CFL, mình không quen á. Ơ cái kiểu di chuyển của cái người bên này, à đây nào. Cái kiểu di chuyển của cái người, con người bên này nó rất là, nhân vật bên này nó rất là dị anh em ạ. Nó không giống với lại bên CFL. Cảm giác rất là khác. Di chuyển nó rất là bừa bựa. Ôi dồi chồng ơi, định mệnh. Quả đấy mình tính đẩy vào ăn. Úi dồi, cái gì đấy? Vâng, chết sạch rồi. Cái thằng đi theo mình cũng chết. Rất là hư cấu. Thằng nào bắn ở khu vực này nhở? Còn bật tận 3 thằng, cái đậu xanh. Ghê vậy ba. Vâng, để xem mình clear team như thế nào nhá. Không clear team được thì chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Sao chết đó nhở? Chúng ta nên đi đâu về đâu ai? Bom rơi ở mic à? Ok, đẩy mic hay lắm. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Đây rồi. Cái gì đây? Úi dồi ôi, thiên nhiên bị lá. Một pha kill đối phương rất là đơn giản. Vâng, tiếp thằng thứ hai cũng đơn giản luôn. Đậu xây bọn em bắn kiểu gì vậy? Đây rồi. Úi dồi ôi, vai xoài. Dễ dàng vậy. Một chiến thắng cực kỳ là dễ. Nó không khó như mình tưởng tượng. Nói chung là mình bắn chỉ nhấp là nhiều thôi. Còn sấy thì mình vẫn chưa test được nhiều. Nhấp rất là phê nha bạn. Nhấp nó ra đạn cũng khá là nhanh. Để mình bắn thêm một trận nữa. Trận này khá là ngắn. Vâng, cảm giác bắn nhấp cũng mạnh. Mà sấy nếu mà quen được cái đoạn sấy thì thực sự nó rất là bá. Sấy rất là kinh, rất là dễ. Nhưng mình bắn CFL thì mình bắn sọc váo nữa này. Hiện tại thì đang chuỗi. Hiện tại bên kia thì mình bắn toàn nhấp thôi à. Chỉ khẩu AK Transformer kìa, mình mới sấy thôi. Mình rất thích khẩu AK Transformer. Để hôm nay mình bắn map mới đi. Map này mình chưa bắn lần nào. Thì như trên PC thì mình có thấy rồi. Mình thấy người ta bắn. Nhưng mobile thì mình chưa đụng vào bao giờ. Mấy cái map mới thì thực sự bên C4 mình rất ít bắn anh em ạ. Về Việt Nam thì mình mới bắn C4 thôi. Chứ còn hiện hồi trước ở bên China thì mình chỉ chơi Zombie, nhưng mình không chơi C4. Anh em cũng hiểu là mình không thể chơi hay được cái đoạn C4 thôi. Nhưng Pro thì nó sẽ bắt đầu từ gà. Mình chỉ lại cái mấy cái nút.
Vâng, nếu bọn pro mà không từ gà đi lên thì làm sao mà như thế được? Nó phải bắt buộc là phải từ gà mới đi lên pro được. Chứ không có cái kiểu mà tự dưng vào chơi đã pro rồi. Rồi, hình như là đúng rồi. Rồi, ok, được rồi. Mình đã chỉnh đúng cái nút của mình cần. Để xem đi đường nào. Bây giờ mình không biết đi đường nào luôn. Thực sự map này mình không có quen. Mình cảm giác là mình đã thấy cái map này ở đâu đấy. Nhìn rất là quen. Hình như trên PC. PC mình thấy đó, người ta bắn rồi. Úi dồi ôi, sao lại giết sạch thế kia. Còn mỗi một thằng. Bây giờ không biết là nó đi đâu về đâu để mình đi giết. Úi dồi ôi, xong luôn ạ. Đậu xanh. Ghê. Ờ nhầm, đánh ghê quá. Cái bọn cái mặt bọn đấy cũng bình thường thôi mà sao nó bắn kinh ấy nhở. Đây rồi, hình như đây là mid. Ơ kìa, 3Z, cái đầu xây. Rồi bọn này hiện tại đang đấu 3Z ở mid. Đây rồi. Này thì đấu 3Z này. Rồi ok. Một bé, hai bé. Hiện tại bên người ta còn hai thằng. Để mình xem nó đi đâu. Không biết là nó sẽ đi đâu. Đây là A. Lối vào A. Nhưng mình nghĩ nó sẽ sang đánh B. Tại vì A mình không thấy thằng nào. Thế sang B xem. Bom đã gài. Đâu ấy nhở. Bom on site ace. Cái định mệnh. Vãi cả xoài. Bạn ơi đi từ từ thôi. Cho mình ăn với. Úi dồi ôi. Chết luôn rồi. Mày thích bắn với bố mày này. Úi dồi, sấy mắc phê nhá. À, một bé. Rồi clear. Nhưng bom không gỡ được. Mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Bye bye mọi người.